Xin chào các anh chị, Trọng đây. Ngày hôm nay Trọng làm cái video này thì tiếp nối với chuỗi video chia sẻ về các thuật ngữ trong chuyên ngành về cổ phiếu Forex này nọ. Thì ngày hôm nay Trọng muốn chia sẻ với các anh chị là cái gì, cái điểm sự khác biệt giữa stock và share. Các anh chị thấy không? Hai cái này tuy đó là đều thể hiện cổ phiếu nhưng mà nó sẽ có sự khác nhau, và mình sử dụng khi nào mình sử dụng stock và khi nào sử dụng share. Thì anh chị khi mà mình giao dịch á, mình thấy ở trên cái biểu đồ MT4 của mình nó vẫn có share OS nọ, đúng không anh chị? Thì stock là cái gì? Ngày hôm nay dùng video này mong muốn là làm rõ cho các anh chị là stock là gì và share là gì. Tại vì hai cái này trong nó hai cái từ này á, là nhìn chung á, nó là một cái hai từ nó giống nhau, nó có thể thay thế vị trí cho nhau được hết, thì nó đều là cùng một loại giấy tờ nha, nó đều là cùng một loại giấy tờ để thể hiện cái quyền sở hữu cổ phiếu, hay còn gọi là giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Tuy nhiên á, nó sẽ có những cái ngữ cảnh khác nhau để khi mà chúng ta nói về cái từ stock và nói về cái từ share. Thì điểm khác, Trọng sẽ đi vào chi tiết luôn. Điểm khác biệt giữa stock và share là như thế nào ha? Stock thì nó ý nghĩa của nó cũng là gì, là mô tả giấy chứng nhận quyền sở hữu của bất kỳ công ty nào. Ở đây khi mà người ta nói stock là người ta nói chung ha, nó không cụ thể của công ty nào cả. Có thể là một công ty và cũng có thể là nhiều công ty. Ví dụ như tôi sở hữu stock của ví dụ ở Việt Nam, như có như, như công ty Thành Đại Tín đi ha, rồi ACB nọ, nhiều công ty thì người ta sẽ sử dụng là thuật ngữ stock. Hai các anh chị ha, các anh chị hình dung được rồi đúng không? Đó, rồi cái tiếp gì? Bây giờ khi nào á, khi nào là share ha? Khi nào sử dụng share? Thì share thì nó cũng là cái giấy chứng nhận quyền sở hữu của một công ty, nhưng mà ở đây là gì? Nó là nói đến là một công ty cụ thể. Ví dụ như chúng ta khi chúng ta giao dịch trên thị trường Forex, gọi là CFD, nó có thuật ngữ là CFD là chứng khoán phái sinh đó, thì anh chị thấy là có từ share, share OS thì nói chung, thì khi đó nó sẽ ra rất là nhiều cái cổ phiếu mà cổ phiếu công ty Amazon, Apple nọ. Thì đó, khi mà đề cập tới tới công ty, tới chữ share thì nó nghĩa là mình biết đó là cụ thể là công ty nào. Còn đối stock đó là cái từ chung ha, cái từ sử dụng chung, có nghĩa là vẫn vẫn cái giấy đó vẫn thể hiện là chúng ta đều sở hữu cổ phần của công ty, nhưng mà stock đó là có thể nói là nhiều công ty. Còn đối từ share là gì, nó chỉ là một công ty thôi. Các anh chị có thể hình dung được rồi ha. Thì ví dụ như, ví dụ nha, một nhà đầu tư á, nếu mà họ nói họ sở hữu stock, tức là gì, cái nhà đầu tư đó họ đang đề cập đến quyền sở hữu của một công ty hoặc nhiều công ty. Còn nếu á, mà cái nhà đầu tư họ nói ok tôi đang sở hữu shares, thì ok là cái câu hỏi của anh chị á, khi sẽ đặt ra là với nhà đầu tư đó là anh đang sở hữu của cổ phiếu của công ty nào. Thì cái video này, cái mong muốn của Trọng á, là muốn chia sẻ cho các anh chị phân biệt thôi. Ở đây cái sự khác biệt nó không có lớn, nó rất là nhỏ ha, nó cực kỳ nhỏ luôn, nhưng mà nếu chúng ta biết được nó rõ hơn thì cái ngữ cảnh chúng ta sẽ nói chuyện, ví dụ như anh đối với nhiều anh em bên chuyên ngành hay họ đang hay nói chia sẻ ở stock ở share, mình biết là ok họ đang nói về vấn đề gì. Thì đó, cái sự khác biệt nó không có lớn anh chị, nghĩa là hai từ có thể sử dụng đều nói về giấy chứng nhận sở hữu của công ty, nhưng mà stock á, là gì, nó sẽ rộng hơn, nó rộng hơn là một sở hữu một công ty hoặc là nhiều công ty. Còn đối với share là sở hữu một công ty cụ thể luôn ha. Ok, thì video này á, thì Giọng kết thúc tại đây ha. Xin chào các anh chị ha.
Ai á mà chưa có đăng ký kênh YouTube của Hoàng Ngọc Sơn á, thì hãy ấn vào subscribe nha. Rồi ở đây thì nó có thêm cái chuông nữa, anh chị nhớ bấm vào chuông nha. Rồi hẹn các anh chị vào cái chuỗi video kế tiếp ha, của Trọng nha. Rồi bye bye.